Chào các anh em, chào bạn bè đang theo dõi kênh Người Mở Xe. Nay em lên sóng gửi đến các anh em một chiếc Honda CD125 số khung đầu 15, đời 1997 nha anh em. Mời các anh em bạn bè cùng theo dõi. Xe đồ đạc nguyên zin, nước sơn zin, chỉ có cái thùng xăng dầm lại tí nha anh em. Thùng xăng có dầm sơn tí, còn lại là những chỗ khác là sơn zin, xi cũng vậy, xi zin, máy móc zin êm, có bựng có kiến đầy đủ. Cặp kiến thì không đúng theo xe, nhưng mà bựng kiến đầy đủ là cũng tốt rồi anh em. Công tơ mét chạy 16.413 km, cũng tương đối ít nha. Em quay chi tiết. Cam liền đùm trước sau đẹp. Đời 1997. Số khung đầu 15. Em chụp hình rất kỹ. Anh em nào có muốn xem thêm hình thì nhắn bên Zalo. Em gửi đầy đủ hết nha. Đây, ốc tán zin chưa bung đầu. Ốc còn rất rõ. Rất rõ cạnh luôn. Xe lên em. Tháng 7 năm 97. Đồ đạc còn tương đối đẹp nha anh em. Lóc hai bên sơn zin đẹp. Giá bán anh em mà liên hệ qua số điện thoại em nha, 0836397777 nha anh em. Có nhận giao lưu, đổi bù trừ, mua bán cái dòng xe máy Nhật. Anh em nào có nhu cầu mua bán hoặc là trao đổi về xe liên hệ qua số điện thoại em. Rồi, em nổ máy, tranh thủ nổ máy, trời sắp mưa. Máy móc bao, cam kết zin. Máy zin êm nha anh em. Ở đây công trường hơi ồn tí nha, đang cắt gạch hơi ồn tí, anh em xem thông cảm. Tại ra công viên quay để cho nó được rõ đẹp, nhưng mà ra chúng nhà người ta đang xây thì hơi ồn tí nha anh em. Xe thì mọi chức năng đều hoạt động hết đầy đủ. Kèn còi cho đến xi nhan. Thùng xăng em có giảm lại tí chỗ này, thùng xăng có giảm xíu nha. Anh em muốn xem thêm hình chi tiết thì nhắn bên Zalo giùm em nha. Em có chụp hình rất rõ. Ở đây hơi ồn, cũng không có quay được nhiều. Nói anh em nghe không có rõ mà clip quay ồn nó hơi khó chịu. Anh em mà muốn xem thêm hình chi tiết cho nó kỹ thì nhắn bên Zalo giùm em nha. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi những clip mới nhất từ kênh em đăng lên nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.